Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức 24 giờ TV. Hôm nay có thông tin gì đáng chú ý? Ngay sau đây hãy cùng với mình theo dõi nhé. Từ Hy Thái hậu được đánh giá là một trong những người phụ nữ quyền lực nhất trong lịch sử Trung Quốc. Chính vì thế mà sau khi qua đời, lễ tang của Tử Hy Thái Hậu cũng được tổ chức long trọng nhất trong lịch sử Và đáng chú ý hơn là số lượng khủng của những báu vật được chôn cùng Từ Hy Thái Hậu Đặc biệt là có viên dạ Minh Châu quý hiếm có giá trị khoảng 2.900 tỷ đồng kho báu khổng lồ của Từ Hy Thái Hậu trong lăng. Dù là phận nữ nhi, nhưng Từ Hy Thái Hậu là người có quyền lực được ví như phượng hoàng trên đầu thiên tử. Sau khi qua đời, Từ Hy Thái Hậu được truy phong thủy hiệu, hiếu khâm Từ Hy, Thụy hữu khang di, chiêu dự, trang thành họ cung, khâm hiến sùng, hy phối, thiên hương thánh hiền hoàng Thái Hậu. Từ Hy Thái Hậu đã thống trị Trung Hoa trong gần nửa thế kỷ. Bởi thế mà lăng của bà còn lớn hơn cả lăng tẩm của chồng là vua Hàm Phong và con trai đồng trị. Những nhân vật bồi táng theo Tử Hy cũng có giá trị rất lớn nếu không muốn nói là không thể ước tính. Tử Hy Thái Hậu còn có thú vui, sưu tập chân kỳ dị bảo. Lúc sinh thời, bà thường xuyên đem cất dấu báu vật vào hầm bí mật. Vì thế nên sau khi qua đời, bà cũng mang theo bên mình. Trong bộ Ái Nguyệt Hiên Bút Ký của Lý Liên Anh, thai giám thân cận nhất của Tử Hy Thái Hậu có ghi lại một số chủng loại, số lượng và giá trị của những vật bồi táng trong lăng của Tử Hy. Chỉ tính sơ qua có tới 85 viên đá quý, 203 miếng bạch ngọc và hàng ngàn viên trân châu khác. Trước khi Từ Hy Thái Hậu nhập quan, có 3 lớp gấm quý đan tơ vàng, đính trân châu được trải sẵn trong quan tài, tổng cộng phải dày cả thước. Còn Thái Hậu thì mặc lễ phục dệt bằng sợi tơ vàng, tay bà cầm một nhánh hoa sen bằng ngọc dưới chân, Từ Hy Thái Hậu gác lên những chiếc ngọc chạm khắc hình hoa sen. Tấm chăn phủ lên thi hài của Từ Hy có thêu bộ kinh Đà La Ni bằng tơ vàng 25.000 chữ, Tấm chân chăn có đến tổng cộng 820 viên chân châu, trong đó có một viên chân châu có giá trị tới gần 20 triệu lượng. Chiếc mũ phượng từ hy đội trên đầu cũng có gắn một viên chân châu to bằng quả trứng gà, có giá hơn 10 triệu lượng bạc. Vòng tay bà đeo cũng là chuỗi các viên kim cương chạm khắc hình hoa cúc và được ghép lại bằng mài vàng. Bên phải từ hy được đặt một chậu san hô được tao từ ngọc hai màu xanh đỏ. Ngoài ra có vô số những đá quý khác chạm khắc được chôn theo thi hài của từ hy thái hậu lăng của Từ Hy có thêm 8 con chiến mã, 18 vị la là hán làm từ ngọc. Tương truyền rằng sau khi bồi táng xong, đã cho thêm 4 hộp trân châu, 2.200 miếng hồng thạch, lam thạch, lục thạch vì thấy quan tài còn chỗ trống. Chẳng những vậy, trong lăng tẩm của Từ Hy còn có thêm 27 bức tượng phỉ thúy tàng hình Phật và nhiều viên phỉ thúy khác. Lăng tẩm của lão Phật gia Từ Hy giống như một châu bảo ngọc khí bách khoa toàn thư vì có vô số bảo vật quý giá. Một số giả thiết cho rằng số châu báu đó cũng có thể là những đồ mà các hoàng thân quốc thích dâng tặng. Lăng của Từ Hy bị trộm Lăng xa xỉ của Từ Hy Thái Hậu đương nhiên sẽ vang danh muôn đời, vì thế mà không có gì kỳ lạ khi bị trộm. Vào năm 1928, lăng mộ của Từ Hy bị kẻ trộm đột nhập, lấy đi một lượng lớn những chân bảo được mai táng cùng vị Thái Hậu này kẻ trộm lăng của tử hy chính là đoàn quân của tôn điện anh đóng quân ở huyện kế tỉnh hà bắc nay trực thuộc thành phố thiên tân đoàn quân này đã ngang nhiên đột nhập mộ thất trộm đi các chân kỳ dị bảo sau đó tôn điện anh đã tăng cho tưởng giới thạch thanh cửu long bảo kiếm của càn long hoàng đế và nhiều bức thư họa quý tôn điện anh còn tặng cho cha vợ tưởng giới thạch viên phỉ thúy màu dưa hấu được lấy từ bên trong quan tài tử hy và tặng cho vợ của tưởng giới thạch là tống mỹ linh viên dạ minh châu trong miệng của tử hy bí ẩn về viên dạ minh châu từ khi thái hậu được an táng cùng một viên dạ minh châu trong miệng viên dạ minh châu này có khối lượng khoảng 787,28 trăm tám carat hơn 157 trăm gram vào năm 1908, nó được định giá 10,8 triệu lượng bạc, khoảng 2.900 tỷ đồng. Theo một số khảo cứu, thì viên ngọc này có thể chính là viên kim cương của đại đế Mogul lừng danh. Đây là viên dạ Minh Châu xuất hiện trong cung điện Mogul từ năm 1957. Nhưng sau đó vương triều này sụp đổ và loại đá quý này cũng thất lạc. Năm 1760, khi vua Càn Long tại vị, ông cho quân đàn áp các cuộc nổi loạn ở biên giới, nên viên giả minh châu được cho là đã đến Trung Hoa vào thời điểm đó. Và sau này, viên giả minh châu này được cống nạp đến tay Từ Hy Thái hậu. Theo ghi chép trong sổ sách xưa, giả minh châu có thể phát sáng đến mức có thể nhìn thấy cắt tóc người vào ban đêm trong phạm vi trăm bước. Ngoài ra, nó còn có tác dụng chống khuẩn cao. Chắc có lẽ vì điều này mà Thi hài Từ Hy Thái hậu tươi tắn, hồng hào, dù được chôn cất nhiều năm. Quả đúng là danh bất hư truyền, lúc sinh thời Từ Hy Thái Hậu quyền lực cao bao nhiêu, khi qua đời, bà lại mang theo bấy nhiêu những chân kỳ dị bảo. Thiết nghĩ, nếu bà sống ở thời điểm hiện tại, chắc chắn bà sẽ là một trong những tỷ phú giàu có hàng đầu thế giới. Khi còn sống, Từ Hy Thái Hậu chưa bao giờ là người đơn giản, vì thế ngay khi đám tang của mình, bà cũng chuẩn bị rất lâu từ trước đó. Dù hơn một thế kỷ trôi qua, nhưng khi nhắc tới Thái hậu Từ Hy, người đời có vô số câu chuyện truyền kỳ kể về bà, đặc biệt là đám tang hết mức xa xỉ, hoành tráng của lão Phật gia. Ngắm nhìn một số bức hình hiếm hoi được các nhà báo phương Tây ghi lại trong tang lễ của vị Thái hậu quyền lực nhất triều đại nhà Thanh để biết được sự xa hoa, giàu có của nữ nhân thống lĩnh thiên hạ này là như thế nào. Vào năm quang tự thứ 34, tức là 17 giờ, ngày 15 tháng 1 năm 1908, từ hy thái hậu qua đời tại Nghi Loan Điện ở Trung Nam Hải Bắc Kinh, sau đó một tang lễ vô cùng hoành tráng xa hoa đã diễn ra và kéo dài liên tục trong suốt hai ngày liền. Theo một số nhà báo nước ngoài được mời đến tham dự và đưa tin, nam tang diễn ra vào một buổi sáng sương mù dày đặc tại Đông Trực Môn, tất cả mọi công tác chuẩn bị cho tang lễ vô cùng tỉ mỉ chu đáo, thậm chí triều đình còn cho dựng hẳn một khán đài có mái che bên ngoài Đông Trực Môn cho các nhà báo, phóng viên và các sứ giả từ nước ngoài đám tang thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người mở đầu đoàn diễu hành tăng lễ là đội quân tay cầm giáo mặc đồ quân phục hết sức hiện đại tiếp theo là đoàn kỵ binh cưỡi bạch mã theo sau kỵ binh là hàng chục binh sĩ khiêng quan tài của tử hy thái hậu cuối cùng là hàng trăm cung nữ mặc quần áo màu đỏ cầm những lá cờ và những giải lụa trắng treo rủ chưa dừng lại ở đó trong đám tang còn có hàng trăm kỵ sĩ bằng đất nung và giấy được xếp hàng ngay ngắn chúng sẽ được đốt trước ngày tăng lễ diễn ra vì theo quan điểm của Trung Quốc thời đó, những binh sĩ bằng giấy và đất nung sẽ được phái xuống âm phủ trước để dẹp đường cũng như chuẩn bị nhằm hầu hạ cho Thái Hậu. Còn phải kể đến chiếc quan tài mạ vàng mà từ hy nằm được thiết kế vô cùng tỉ mỉ công phu. Nghe nói để có thể làm ra chiếc quan tài này, từ hy Thái Hậu phải thuê rất nhiều thợ làm quan tài nổi tiếng, có tay nghề cao từ khắp đất nước. Chiếc quan tài có gắn 2.500 viên ngọc trai, 6.000 viên ngọc, 203 viên đá quý màu trắng. Mặc dù đám tang được chụp lại khá chi tiết, nhưng nhiều nhà nghiên cứu cho rằng đây chỉ là phần nhỏ trong tang lễ của Tử Hy Thái hậu. Có thể những vật lễ dùng trong lăng mộ của Thái hậu có giá trị hơn rất nhiều. Từ Hy Thái hậu có cuộc đời bị lên án, nhưng cũng thuộc hàng huy hoàng nhất lịch sử Trung Quốc. Mỗi điều, mỗi thứ, mỗi ngày Từ Hy sống là những sự cầu kỳ, nghiêm khắc và xa hoa tột độ. Hãy cùng khám phá xem vị Thái hậu này kỹ lưỡng, yêu cầu cực gắt trong sinh hoạt như thế nào nhé đầu tiên chỉ mỗi việc đi vệ sinh thôi cũng rất cầu kỳ. Thời phong kiến không có nhà xí cố định, Thái Hậu mỗi lần muốn đi vệ sinh đều phải gọi quan phòng, một loại bồn cầu không cố định. Quan phòng của Thái Hậu được làm từ gỗ bạch đàn thơm, bên ngoài khác một con thằn lằn lớn, bốn chân của nó chạm xuống đất, chính là chân đế của bồn cầu. Miệng thằn lằn mở rộng để ngậm lấy, đuôi cuộn tròn lại, làm tay nắm, bụng thằn lằn chính là đồ đựng, bên trong đặt rất nhiều vụn gỗ thơm sạch sẽ. Từ hy đại tiện, tiền vật liền bị vùi lấp trong dòng vụn gỗ đó, bị vụn gỗ đó bọc chặt, vì thế không thể nhìn thấy vật bẩn, đương nhiên cũng sẽ không có mùi hồi thối. Khi Từ Hy Thái Hậu đi vệ sinh, trước và sau đều có nhiều thái giám cung nữ lo việc xử lý quan phòng, thay y phục, rửa tay. Thứ hai, mỗi bữa ăn đều là đại tiệc cao lương mỹ vị của nhân gian. Từ Hy nổi danh vị Thái Hậu có đời sống sinh hoạt vô cùng xa xỉ, đặc biệt trên phương diện ăn uống. Thông thường đồ ăn của vua và hoàng hậu do ngự thiện phòng đảm nhiệm, riêng Từ hy thái hậu mở riêng một ngự thiện trong cung gồm nhiều bộ như bộ diện điểm bộ, thái phẩm bộ, thiện thực bộ, nơi những món ăn nổi tiếng đông tây đều có thể làm được. Theo ngự thiện phòng trong thanh cung, khu vực bếp trong di hòa viên có tới 108 gian, trải dài 8 sân, có 128 người đảm nhiệm ngự trù. Mỗi bữa ăn của Thái Hậu có tới hơn 200 món, nhưng thực chất Từ Huy lại ăn rất ít, còn lại đều đem đi ban thưởng. Hậu thế có câu rằng, nhất san chi phí, bách tính vạn gia chi suy. Một bữa của Thái Hậu bằng vạn bữa của dân thường cũng không phải không có cơ sở. Từ hi còn quan niệm đi bộ sau khi ăn, sống thọ 99 tuổi. Chính vì vậy bà có thói quen tản bộ sau khi ăn, nhưng việc tản bộ này vô cùng khoa trương. Cũng sau bữa ăn thứ hai trong ngày, Thái Hậu chuyên các cung nữ trong cung hộ giá đi tản bộ. Sau đó các công chúa phi tần có mặt trong vườn thượng uyển sẽ nhập vào đoàn người để đi cùng lão Phật già. Các chuyên gia đánh giá rằng, việc tản bộ sau bữa ăn không chỉ giúp dưỡng tâm an thần mà là biện pháp dưỡng sinh, dưỡng nhan rất hiệu quả. Thứ ba, giày cao gót món đồ yêu thích của Từ Hy Thái hậu. Sinh thời, Từ Hy có niềm yêu thích đặc biệt với hoa bồn để. Đây là loại giày cao đế phổ biến trong hậu cung Thanh triều, có phần đế gỗ giống như chậu hoa. Khác với kiểu giày có dáng đổ dốc của phụ nữ hiện đại, giày đế cao thời Thanh có gót chính ở giữa kiểu giày hoa bồ để không làm bàn chân bị biến dạng. Khi diện loại giày này, người phụ nữ buộc phải thẳng lưng, chân bước khoan thai, toàn thân toát lên vẻ phong nhã nhị nhàng. Nếu gấp gáp lắm, chỉ có thể đi từng bước ngắn mới giữ được thăng bằng. Loại giày này được làm bằng gỗ, bên ngoài bao bằng các loại vải thêu tinh xảo, phía trên mũi giày được đính bằng đá quý hay bảo thạch. Phụ nữ mãn châu thường không có tục bó chân nên mới sử dụng được hoa bồn để. Đối với phụ nữ người Hán có tục bó chân, việc đi giày cao gót thường không phổ biến. Điều này bắt nguồn từ quê hương của người Mãn. Ở vùng quan ngoại, sơn hải quan, gia cốc quan, vì khí hậu quanh núi Trường Bạch tương đối ẩm ướt, nên phụ nữ Mãn Châu sử dụng giày đế cao như một cách để tránh ướt ống quần. Sau này, hoa bột để dần trở thành thứ giày dành riêng cho phụ nữ quý tộc. Loại giày này đi lại tương đối bất tiện nên dần trở nên không phổ biến. Tới triều thanh chỉ còn được sử dụng trong hoàng gia. Bản thân Từ Hy khi vua Văn Tông còn tại thế cũng không sử dụng loại dài này. Chỉ khi Văn Tông qua đời, Thái Hậu làm chủ Hoàng Cung, Từ Hy mới phổ biến hóa dài cao gót trong triều đình. Cho tới những năm cuối đời, Từ Hy Thái Hậu sử dụng loại dài này. Trong các bức ảnh chụp cho thấy, lão vật gia không chỉ ưa chuộng dài cao gót mà còn sử dụng loại đế rất cao. Dựa theo tính toán của Từ Hy, việc chuộng dài cao gót có thể là do bà muốn tận hưởng cảm giác từ trên cao nhìn xuống, soi xét xuống quần thần. Thứ tư, bí quyết chăm sóc thân thể từ thiên nhiên và bằng đá quý và phân chim. Thủa thiếu thời, Từ Hy Thái Hậu có làn da vô cùng thô giáp, nhưng sau này làn da của bà lại nổi tiếng trắng trẻo mềm mịn. Thậm chí tới lúc lớn tuổi, bà sở hữu nước da căng mịn như thiếu nữ đôi mươi. Để có làn da như vậy, Từ Hy sử dụng cách thức dưỡng da vô cùng cầu kỳ. Mỗi khi rảnh rỗi, Thái Hậu dùng các loại bảo ngọc, cẩm thạch hình tròn lan qua lan lại trên mặt, và kết hợp với các loại kem dưỡng da đặc biệt làm từ bạch đinh hương, ưng điều bạch, cáp điều bạch. Thực chất, bạch đinh hương, ưng điều bạch và cáp điều bạch là phân của chim ma tước, chim ưng và bổ câu. Từ hy dùng 3 loại phân chim này để tiêu trừ các vết nám hoặc đồi mồi trên da, ngăn ngừa bị hữu hiệu các nếp nhăn. Ngoài ra, từ hy còn dùng loại phấn do ngự y trong cung đặc chế là hoác hương phấn, đinh hương phấn. Những thứ này không chỉ có công dụng làm đẹp mà dưỡng nhan rất tốt. Trong cuốn hồi ký Nhớ hai năm ở Thanh Cung, công chúa người Mỹ gốc hoa Derling từng kể lại rằng, từ khi đặc biệt yêu thích hoa tươi, bà thường cắt cử nhiều thái giám chăm sóc hoa trong vườn thượng uyển. Chỉ tính riêng trong di hòa viên, số lượng hoa có thể lên tới 3 bốn loại. Bản thân Thái Hậu thường sử dụng các loại hoa này. Vào mùa hạ sen nở, bà thường yêu cầu ngự thiện phòng chế biến các món từ sen. Thanh cung y án ghi chép về mỹ dung mỹ phu của Tây Thái Hậu cho biết, bà chủ yếu dùng nước hoa làm từ cây kim ngân, khi tắm còn dùng vô số hoa hồng hoặc hoa nhài làm hương liệu. Thứ năm, mỗi chân tơ kẽ tóc đều được chăm sóc tỉ mỉ. Khai quật mộ của Từ Hy Thái Hậu, các nhà khảo cổ đã tìm thấy trong tay bà có chiếc túi nhỏ, trong đó đựng chiếc răng và hai chiếc móng tay. Thái Hậu có thói quen nuôi móng tay, nhưng mỗi bàn tay chỉ nuôi ba móng ở ngón cái, ngón út và áp út. Mỗi chiếc móng tay của bà có riêng một cung nữ phụ trách chăm sóc. Tuy nhiên, đến một độ dài nhất định móng tay tự gãy, vì vậy Từ Hy đã đặc biệt yêu cầu Ngự Y đặc chế loại thuốc dưỡng móng đặc biệt. Loại thuốc này khiến móng tay mềm hơn và khó gãy. Ngoài việc rũa, tỉa móng tay cho Thái Hậu vô cùng công phu, bên cạnh một loạt các dụng cụ như kim móc, bàn chải, kéo nhỏ, mọi loại tinh dầu từ phương Tây du nhập đều được chuyển tới cung Thái Hậu trước tiên. Từ Hy Thái Hậu còn có thói quen dùng những chiếc ống nhỏ như tháp bút chụp lên đầu các ngón tay để bảo vệ móng tay. Những chiếc ống này được thay đổi theo thời tiết. Mùa đông dùng gấm, mùa hè dùng cẩm thạch, còn lại hầu hết đều dùng vàng, khảm ngọc thạch, đá quý. Nhờ dốc lòng bảo dưỡng, móng tay Từ Hy có thể dài tới hơn 15cm, tức 5 thốn. Tuy nhiên, khi liên quân tám nước đế quốc Khánh vào Bắc Kinh, móng tay dài đã trở thành đặc điểm nhận diện để truy bắt Từ Hy Thái Hậu. Vì muốn an bài, Từ Hy phải đổi thường phục, đồng thời cũng phải đem móng tay cắt bỏ. Cô nữ cẩn thận khi cắt móng tay cho bà, còn không khỏi rơi nước mắt. Sau này những chiếc móng tay được an táng cùng Thái Hậu. Sinh thời, Từ Hy vô cùng quý trọng mái tóc của mình, cũng rất kiêng kỵ việc trả đất tóc. Lý Liên Anh trước kia trở thành tâm phúc của Thái Hậu chính là nhờ công phu trải đầu không dụng một sợi tóc của mình. Từ Hy thường xuyên yêu cầu ngự y chế tạo các thứ cao, bột để gội đầu, đồng thời hay xoa bóp da đầu, rất hạn chế để tóc bị gãy rụng. Tương truyền rằng mỗi lần nhìn tóc rụng, Tứ Hy Thái Hậu rất buồn vì cảm thấy bản thân già đi từng ngày. Thái giám cung nữ trong cung cẩn thận lặng lẽ, thu từng sợi tóc rụng để Thái Hậu bớt u sầu. Hàm răng cũng được Từ Hy Thái Hậu chú ý chăm sóc. Trước khi ăn cơm, Thái Hậu có thói quen nhai cau để tránh răng ê buốt. Sau khi ăn xong bà thường uống nước trà, nhờ vậy tới lúc qua đời, hàm răng của bà chắc khỏe. Chính nhờ sự tinh tế cầu kỳ trong sinh hoạt hàng ngày, Từ Hy Thái Hậu có sức khỏe để chấp chính, thâu tóm quyền lực của nhà Thanh trong suốt hơn 50 năm. Hơn nữa nhờ vậy, thi thể bà có trạng thái hoàn hảo, hầu như không hề phân hủy vào lúc được khai quật sau 20 năm kể từ khi được chôn cất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của Tin tức 24h TV. Đừng quên nhấn like, share và quay kênh của chúng mình để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày đến từ Tin tức 24h TV nhé.